huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra quyết định bất ngờ với tuyển nữ Việt Nam. Chiều ngày 16 tháng 8, huấn luyện viên Mai Đức Chung công bố bản danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung trong tháng 8 năm 2024. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến nhiều người bất ngờ khi triệu tập liền 5 cầu thủ trẻ là Nguyễn Thị Kim Yên, Nguyễn Thị Thùy Linh, Thành Phố, Hồ Chí Minh Y, Lưu Như Quỳnh, Thái Nguyên Thế Thao, Tạ Thị Thủy, Phong Phú Hà Nam, Trần Nhật Lan, Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là đợt tập trung đầu tiên của các cầu thủ nữ trong năm 2024, năm không có nhiều giải đấu đáng chú ý. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này gọi thêm tiền vệ Nguyễn Thị Vạn. Cầu thủ có cái chân trái khéo léo vắng mặt gần 2 năm vì chấn thương. Tuy nhiên, phong độ thuyết phục ở giải nữ vô địch quốc gia là đủ để tiền vệ của Than Khoáng Sản Việt Nam trở lại đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, tiền đạo Huỳnh Như sẽ góp mặt tại đợt tập trung lần này sau khi kết thúc thời gian 2 năm thi đấu tại Bồ Đào Nha cho câu lạc bộ Lan. Thời gian qua, Huỳnh Như tham dự đủ các giải đấu của đội tuyển nữ Việt Nam nhưng cô không thường xuyên tập trung sớm cùng đồng đội mà di chuyển thẳng từ Bồ Đào Nha đến địa điểm thi đấu. Lần này, Huỳnh Như đóng vai trò quan trọng, dẫn dắt các đàn em trong giai đoạn bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu phải nghĩ đến màn thay máu, lực lượng. Đợt tập trung sẽ chia thành hai giai đoạn nhằm rà soát năng lực của các cầu thủ, tìm ra những mảnh ghép phù hợp cho đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới SEA Games 33. Giai đoạn 1 của đợt tập huấn bắt đầu từ ngày 18 tháng 8 đến 1/9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 9 đến 15 tháng 9, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tái xuất và dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam thêm một năm khi VFF chưa tìm được ứng viên phù hợp. Nhiệm vụ của ông Chung là xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam khi nhiều trụ cột sắp đi qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.